gặp nhiều cái may mắn nếu mà mình hướng về tâm linh. Về tâm linh ở đây nói là anh phải làm những công việc và anh phải là người dẫn dắt, anh phải là người lãnh đạo, anh phải là một người chủ, một người gì đó, nhưng mà ở một cái cương vị là dẫn dắt và hướng về phụng sự tâm linh. Phụng sự tâm linh ở đây không phải bắt anh đi tu, mà anh dùng những cái thái độ, những cái hành động của mình đã trải nghiệm qua và hướng về sự tu tập tại gia và hướng về phụng sự tâm linh, là mình có tu tập tại gia, mình vẫn thường xuyên suy nghĩ về phần tâm linh, hoặc là mình giang giái, mình cúng giái. Ví dụ như từ một bó hoa, một dĩa trái cây mà thường xuyên mình làm như vậy, mình cảm ơn cuộc đời này khi mình có được như bây giờ. Thật sự bây giờ anh, tới bây giờ có thể anh có những khó khăn nhưng may mắn vẫn có với anh nha, và không ai mà hại anh được.